Với mong muốn duy trì và phát triển làng nghề của cha ông cũng như bắt nhịp với xu thế thị trường, anh Nguyễn Văn Thành, một người con của làng nghề Vân Từ, không chỉ dừng lại ở việc thường xuyên nâng cao tay nghề mà còn phát triển từ hộ sản xuất nhỏ thành những công ty có tên tuổi và thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm của quê hương Vân Từ đã đi đến rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong khu vực và trên cả thế giới. Và công ty May Phú Thành Phát tại xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, từ khi thành lập tới nay đã trải qua một hành trình phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất Vestay, một sản phẩm chủ lực của công ty. Về cái mức độ cạnh tranh ấy, thì mình nhận thấy là về cái chi phí nhân công hiện tại của mình là đang thấp hơn so với cái nội thành là một. Cái thứ hai nữa là mình đã áp dụng rất nhiều công nghệ máy móc vào thì cái sản phẩm, cái số lượng ấy, ra nó sẽ nhiều hơn. Và cái chi phí sản xuất nên một cái sản phẩm nó rẻ hơn nhiều so với chi phí trong nội thành. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quy trình sản xuất của Phú Thành Phát là chất lượng nguyên liệu đầu vào. Công ty chú trọng đến việc lựa chọn các loại vải và chỉ may có nguồn gốc rõ ràng, không chỉ đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà còn về độ bền và tính năng sử dụng. Công ty May Phú Thành Phát luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Việc sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại như máy giải vải tự động, máy lập trình may và máy ép form đã giúp công ty nâng cao năng suất sản xuất và giảm thiểu lỗi trong quá trình may. Những thiết bị này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và đồng đều của sản phẩm. Quy trình sản xuất được chia thành hai khu vực áp dụng công nghệ tự động hóa và khu vực thủ công truyền thống. Khu vực tự động hóa trong nhà máy đảm nhận các công đoạn quan trọng như cắt vải và may chính. Máy giải vải tự động giúp cắt vải với độ chính xác cao, giảm thiểu lượng vải thừa và hạn chế lỗi do con người gây ra. Máy lập trình may cho phép lập trình các mẫu may phức tạp, giúp tăng tốc độ sản xuất mà vẫn đảm bảo tính đồng đều và chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, không phải tất cả các công đoạn đều được tự động hóa. Khu vực thủ công truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, đặc biệt là những công đoạn cần độ tinh xảo cao như hoàn thiện và kiểm tra chất lượng. Các thợ may lành nghề với kinh nghiệm lâu năm sẽ thực hiện các bước như may tay, gắn nút và hoàn thiện sản phẩm. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tay nghề thủ công truyền thống đã giúp công ty tối ưu hóa quy trình sản xuất mà vẫn giữ được nét đặc sắc của sản phẩm. Về kỹ thuật cắt thì yêu cầu tay nghề của thợ là những người có kinh nghiệm sâu và lâu năm. Một người thợ tác là bên em phải đào tạo ít nhất trong vòng 3 tháng. Bởi vì khâu cắt là khâu quan trọng nhất để ra được sản phẩm đẹp. Yêu cầu với người cắt quan trọng nhất từ khâu đầu là cái khâu cắt đấy. Cái sản phẩm nó sẽ ra được chính xác nhất. Sản phẩm com lê, veston của công ty có những đặc điểm riêng để tồn tại và phát triển. Đó là vải có tới 4 lớp gồm vải, mùng, lót, bong làm cho sản phẩm dày hơn, bền hơn, không bị nhàu và phai màu. Cũng chính từ sự khác biệt trong sản xuất com lê, veston mà nhiều nhãn hàng thời trang lớn đã tìm tới và ký hợp đồng với công ty. Với định hướng phát triển bền vững và mở rộng thị trường, Phú Thành Phát đang từng bước hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, chinh phục các thị trường khó tính bởi chất lượng và giá thành. Hiện tại các cái khách hàng của bên mình đang làm việc là các trung tâm thương mại, các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ và các nhà trường, các đơn vị, các cơ quan. Thế còn hướng tới của mình đợt tới đây này thì mình đã hướng tới là cái thị trường là xuất khẩu. Bên mình cũng đã tham gia vào một số cái sàn thương mại điện tử thì cũng thông qua cái sàn thương mại đó thì có một số các khách hàng bên nước ngoài họ cũng đã tìm đến Phú Thành Phát trong cái thời gian vừa rồi và mình cũng đang làm việc để chắc đợt tới này cũng mình sẽ sản xuất và cung cấp cho họ. Công ty đang lên kế hoạch đầu tư thêm vào các dây chuyền sản xuất mới nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, việc đào tạo nhân viên cũng được công ty chú trọng. Đội ngũ nhân viên không chỉ được đào tạo về kỹ năng may mặc mà còn được trang bị về kiến thức, về quản lý chất lượng và công nghệ mới. Điều này giúp họ nâng cao tay nghề và đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của công việc. Sản phẩm đẹp ấy thì có yếu tố đầu tiên là yếu tố là thiết kế mẫu mã. Đầu tiên là cái form dáng là phải chuẩn. Khi mặc lên là phải ôm người, tuy là ôm người nhưng mà cử động là phải thoải mái. Nên là cái thiết kế về mẫu mã là cái hàng đầu. Mẫu mã thì bên mình sẽ thiết kế ở trên máy và cập nhật những cái mẫu mới nhất ở trên mạng và mình thiết kế, hoặc là bên mình sẽ ra những cái mẫu mã mới để làm sao mà thiết kế cho phù hợp cho từng những năm. Về tiêu chí thứ nhất là cái form dáng, mẫu mã là phải chuẩn. Cái thứ hai nữa là phối hợp hài hòa giữa các cái chi tiết, ví dụ như là ve áo, vạt áo, rồi là cái túi làm sao cho nó hài hòa cân đối. Và thêm những cái điểm nhấn nữa là ví dụ cái khuy, cái cúc, cái áo, hoặc là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như những cái con bọ ở trên áo là phải kết hợp với nhau nó thật hài hòa, hoàn hảo. Hiện nay thị trường thương mại điện tử và mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ cho việc bán hàng. Vì vậy, các công ty như Phú Thành Phát cũng có thể phát triển các kênh này để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như của ngành công nghiệp may mặc Việt Nam. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.